Rồi, xin chào các bạn ha. Thì hôm nay mình sẽ xử lý lại cây mai này nha các bạn. Không sẽ bón cái loại phân bón N3M các bạn ơi, để cho nó đẹp cái bộ lá, và cái thứ hai nữa là nó nuôi cái bộ rễ mạnh, và tiếp đó là cái phân bón N3M này nó sẽ cung cấp lại một số cái yếu tố mà vi lượng cho cái cây mai nha, làm cho cái mai chúng ta nó phát triển mạnh. Thì hồi mình sẽ vô, mình sẽ nói cụ thể hơn về cái tác dụng của N3N so với cái một số cái loại kích rễ như là cơm cát và Atonis nha các bạn. Thì trong giai đoạn này cây nó đã thành thục rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình tưới N3M. Rồi thì đây là cái thùng nước nha các bạn, và đây là cái thuốc mà xin lỗi các bạn, thì đây là cái phân mà phân bón mà gây rễ cực mạnh N3N. Ngoài việc nó là giúp cho cái bộ rễ nó được hoạt động được mạnh hơn, thì nó sẽ cung cấp một số cái thành phần mà vi lượng nha các bạn, giống như là đồng, kẽm và sắt và một số cái thành phần khác nữa. Đó thì nó làm cho cây mai chúng ta nó được xanh lá và mượt lá hơn nha. Thì giống như cái mai mình giới thiệu vậy đó. Thì bây giờ mình sẽ tưới cái này. Thì đối với cái này nè các bạn, thì nó sẽ tốt hơn cái trong cái giai đoạn mà cây nó đã thành, giống như mình đã chia sẻ vậy, thì trong cái giai đoạn mà thành thục á, thì cây mai chúng ta nó sẽ cần lượng mà những cái chất mà cần thiết, giống như là mình nói là sắt mà kẽm với đồng rồi đó các bạn. Thì nó đó là những yếu tố vi lượng nó làm cho cây mai chúng ta nó phát triển được tốt. Còn trong cái giai đoạn chúng ta trồng cây phôi thì chúng ta nên sử dụng cái Atonis cộng với cơm cát thì nó sẽ tốt hơn nha. Đó thì đó là cái thuốc mà kích thích sinh trưởng và kích thích da rễ, nó sẽ tốt hơn cái N3N. Nhưng mà ngược lại thì đối với một cái cây mai mà chúng ta trồng nó đã ra rễ rồi thì chúng ta nên tưới này, thì nó sẽ có thêm một cái số yếu tố đó là vi lượng. Ngoài NPK ra thì nó sẽ có một số tố vi lượng, cái này là vẫn có NPK các bạn. N là đạm, rồi cái đạm, rồi lăng là 3% và cái kali là 2,5%, cho nên là cái này nó sẽ kích thích sinh trưởng và nó kích thích da rễ. Còn đây cái mai mình chia sẻ thì mình đang là hoàn thiện cái bộ rễ, nó cho nó cái bộ rễ nó thật là mạnh và làm cái bộ lá thật đẹp nha các bạn. Nó thì là tác dụng như thế thôi. Thì đối với cây mai mình đã xử lý mà từ cây mai phôi mà nó đã mạnh rồi, chúng ta nên chuyển qua N3N. Chúng ta tưới định kỳ 1 tháng một lần các bạn, thì cây mai chúng ta đảm bảo nó sẽ xanh lá mượt lá và nó phát triển rất là mạnh. Đó. Rồi thì chúng ta tưới cái mật độ thưa ra thôi, nhằm giúp cho cây mai nó có thời gian nó hấp thu cái những cái chất dinh dưỡng, và cũng như là tránh cái trường hợp cây nó bị ngộ độc nếu mà chúng ta lạm dụng quá nhiều á. Rồi thì mình đã pha vô rồi đó các bạn. Thì cái này pha có thể là chúng ta pha 10g cho một cái bình khoảng chừng 10 lít các bạn ơi. Rồi thì như thế là đã đủ tưới cái cây rồi. Mình sẽ tưới hết vườn luôn nha, nhưng mà mình sẽ làm một cái video này để chia sẻ các bạn. Còn những cây mai phôi thì chúng ta có thể xử lý cái này, nhưng mà nó sẽ không có tốt bằng cái Atonis với cơm cát nha các bạn. Atonis và cơm cát thì nó là một cái loại thuốc sinh trưởng. Rồi các bạn ơi, thì đây là cái cây mai mình dự định sẽ tưới nè, bông tai nha các bạn. Còn cái phần ngọn nó đang rũ như thế này, thì mình sẽ quay video chia sẻ về cách lấy cái này là cái ngọn, lấy cái ngọn làm cái cành nha các bạn. Thì bây giờ sẽ vô cái chủ đề chính, đó là sẽ xử lý cây mai này. Mai này cũng gốc rất là to các bạn, cũng tầm khoảng chừng trên 10 năm, mười mấy năm, trên 15 năm rồi các bạn ơi. Cũ rất là già luôn rồi. Nhìn cái độ già của nó. Và đây là cái bộ rễ của cây nè các bạn. Mình sẽ xoay một vòng để cho các bạn xem cái bộ rễ nha. Nè, đây là cái bộ rễ cây nè. Rất là đẹp. Đó. Cây rất là dành luôn. Thì đây là cái giống cúc bi nè các bạn, thì nó cũng có lai gai những cái bông này. Tưới vô nữa cho nó nuôi bông cho nở cho nó đẹp luôn các bạn ơi, thì không có chơi tết tại hàng. Chắc qua năm sau mới có thể giữ lại để chơi tết, còn đang trong giai đoạn nuôi thôi.
Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình tưới nha các bạn. Đó. Có thể tưới phun đều trên lá thì mình sẽ tưới hết vô. Thì trong cái giai đoạn mà chúng ta giống như mình chia sẻ các bạn, giai đoạn đối với cây mai mới bứng lên thì chúng ta nên tưới Atonis pha với con cát đó các bạn, thì cây mai chúng ta nó sẽ tốt hơn. Còn đối với cây mai mà chúng ta nuôi mà mạnh rồi thì chúng ta nên tưới này là cái N3N là cái loại phân, còn con cát và Atonis là nó là cái loại thuốc nha các bạn, nhưng cái thành phần nó lại không có bằng cái N3N thì nó bổ sung vi lượng đồng sắt với kẽm nè, mangan nè. Đó, thì đây là cái mình vừa củng cố lại cái bộ rễ cho cái cây mai, và cũng như là giúp cho cây mai nó có thêm một số yếu tố vi lượng để nó phát triển được tốt hơn. Thì nuôi như thế này nè các bạn, thì cây mai chúng ta đảm bảo nó sẽ sinh trưởng và phát triển rất là mạnh. Thì chúng ta tầm một tháng ta tưới một lần thôi. Cái liều lượng thì mình giống như chia sẻ vậy, các bạn cũng có thể 20g chúng ta có thể tới pha cho một cái bình khoảng gần 10 lít. Ta tưới đều, có thể tưới lá luôn nha các bạn, nhưng mà ở đây mình chỉ tưới gốc thôi. Và đây là những cái cũng xin chia sẻ thêm là cây mai này do cũng ít có phun thuốc các bạn, nên nó bị cái này nè, hiện tượng cái lá nó bị đen trên cái bề mặt mép lá này là cây mai chúng ta đang bị cháy lá nữa. Nhưng mà đối với cái giống này thì nó rất là mạnh, này là cúc bi các bạn á, bạn thấy không, nhìn ra lá rất là đẹp, những cái lá nó nở khi mà nó ra rất là đẹp các bạn ơi, tại là cây này nó chưa có đủ lực của nó, nếu mà chúng ta chăm sóc tốt mà nữa thì cái lá này nó sẽ rất là xanh và nó đem bóng rất là đẹp. Này trong giai đoạn nuôi các bạn, với cái số lượng lớn quá thì khâu chăm sóc cũng rất khó khăn. Mình sẽ tưới cho nó thấm đều, thì tưới như thế thì đảm bảo cái lượng mà phân các bạn nó thấm vô đều, và cái thứ hai nữa là nó làm cho cái bộ rễ nó mạnh, nó khỏe. Đối với một cái cây mai yếu hay mạnh thì bắt nguồn đầu tiên là từ cái bộ rễ nha. Đó, nếu mà cây mai mạnh mà chúng ta nhìn bộ lá xanh thì biết là bộ rễ nó mạnh, thì vào cái bộ lá nó mạnh các bạn thì bắt đầu nó sẽ quang hợp, nó tạo ra cái dưỡng chất nuôi lại cho thân và rễ, thì cái rễ chắc chắn là nó sẽ mạnh thôi. Đó, cái này là cái tác động qua lại của bộ lá và cái rễ của cây mai nha. Thì đối với một cây mai mà chúng ta nhìn xuống vô mà nó eo ọt các bạn, thì những cái lá mà nó sậm xuống nó già, nhìn khi mà nó ra lá non mà chúng ta cảm thấy nó già mà nó cũ cái lá, và cái thứ hai là bệnh nó xuất hiện nhiều, thì đó là do cái cây mai chúng ta đang trong cái giai đoạn mà nó đang bị yếu và cái bộ rễ nó hoạt động tương đối yếu, hoặc là nó không có rễ luôn các bạn, thì chúng ta vẫn duy trì như thế thôi. Thì tâm lý mình thì khi mà thấy cây mai đó thì chúng ta rất là nao núng, chúng ta có thể là tìm mọi cách chúng ta phun thuốc này thuốc nọ, thì càng phun thì cây mai chúng ta nó lại càng lúng vô cái độ si của nó các bạn. Thì cái đó chúng ta chỉ càng là giữ ẩm tốt cho cây mai, có thể tưới một số cái kích rễ như là cơm cát hoặc là Atonis vậy các bạn. Thì chúng ta pha, chúng ta tưới định kỳ khoảng chừng một tháng một lần cho cây mai thôi, chúng ta có phải phun trên thân luôn nó. Và từ từ khi mà cái bộ lá nó mà nó cũng hô hấp và nó quang hợp được, cũng yếu với các bạn rồi, từ từ nó sẽ tạo ra lại cái chất dinh dưỡng và nó nuôi lại cái toàn thân và bộ rễ, thì từ đó cây mai chúng ta bắt đầu nó sẽ phát ra một cái đợt tiếp theo là nó đợt sẽ mạnh, nó xanh lại nó. Thì đó là cách nuôi mà để chúng ta tâm lý chúng ta vững vàng khi mà chúng ta biết cây mai chúng ta bị suy, đừng quá nôn nóng khi mà cây mai chúng ta nó bị yếu lá các bạn, tìm mọi cách này nọ hoặc là nhổ lên nhổ xuống thì cây mai chúng ta nó có thể dẫn đến chết luôn nha. Đó, thì đó là cái đôi lời mình xin chia sẻ về cách chăm sóc cây mai cho các bạn, để các bạn biết và đừng có mà nôn nóng trong cái quá trình cứu cây mai, thì cây mai nó phục hồi các bạn, nó cần một cái quá trình thời gian rất là dài, chứ không phải là tự nhiên cái là vài bữa mà chúng ta cây mai chúng ta nó có thể phục hồi lại được. Thì mình xin chia sẻ cho các anh em các bạn không biết á, để chúng ta có thể tâm lý chúng ta tốt, chúng ta chăm cây mai chúng ta được tốt hơn nha. Còn đối với cây mai mạnh thì chúng ta nên có biện pháp chúng ta bón những cái loại phân cung cấp cái mà vi lượng cho cây mai. Đó, thì vi lượng thì nó rất là cần thiết cho cây mai.
nó làm cho cái bộ lá dày và đẹp, nhất là sắc đó các bạn. Đó, thì đó là cái những cái nguyên tố quy lượng giúp cho cây mai chúng ta phát triển tốt. Thì mình đây nè các bạn, nó đã ra bông này, cúc bi nè các bạn, ra bông trần do. Thì khi tưới này vô thì bắt đầu là cái này nó sẽ nở rất là bự. Tháng này mình sẽ cho nở luôn các bạn ơi. Nhưng mà đối với một số cái anh em lưu ý là anh nào ba nào này nè, nó có thể làm cho cái trong cái quá trình mà chúng ta kích nụ nó có thể làm, tại vì nó là cái thành phần đạm nó rất là cao, nó chiếm tới 11% trong cái NPK lần, cho nên nó có thể làm cho cái tược này nè, cái đọt này nó sẽ bung ra. Đó, anh em lưu ý thì trong cái quá trình này chúng ta sử dụng cho hợp lý. Thì nếu mà trường hợp này chúng ta có thể bấm đọt để cho nó dồn cho nó nuôi cái nụ, đối với những cái nụ nhỏ nha các bạn, và nó cũng làm giúp cho cái nụ hoa phát triển cũng rất là tốt các bạn. Rồi thì bây giờ mình sẽ tưới hết cái lượng thuốc trong cái này luôn nha. Thế là xong các bạn, đảm bảo cây ướt đều, để đây nó rồi mình sẽ tủ lại thôi. Thì mình tưới xong rồi mình sẽ tủ lại. Đó, các bạn thấy không, thì cây này đã mở cái miếng tắn ra khoảng chừng vài tháng rồi các bạn. Đó, thì bây giờ nó đã lòi bồ đế ra nè, bồ đế rất là to. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành dùng cái giải thun nè, đủ là nhằm chi đảm bảo cái quá trình mà khi mà độ ẩm ở dưới mặt chậu nè các bạn, nó sẽ giữ ẩm được tốt thì cây mai chúng ta nó sẽ tốt thôi. Đó, thì kinh nghiệm mình thấy là đối với hoặc là chúng ta lấy sơ dừa chúng ta ủ lên, còn không thì chúng ta có thể lấy giải, thì giải nó tốt hơn, nó che nắng được tốt hơn các bạn, tránh cái tình trạng nắng chiếu trực tiếp vô. Đối với cây mai mà có bộ lá mà nó chưa có cái tàn, nó chưa có ấm mà nó dày vậy các bạn, thì nắng chiếu vô cũng có thể làm cho cái rễ chúng ta nó bị tổn thương. Tủ như thế này thì vừa cung cấp độ ẩm vừa giữ lại nắng, thì cây mai chúng ta nó sẽ phát triển tốt thôi các bạn. Đó, và cái đây qua quá trình đảm bảo đó là cái thứ hai là cái bình, nhất là cái bọ chỉ các bạn, chúng ta làm tốt cái chúng ta phun định kỳ, dù như khi mà cây mai chúng ta nó bị bệnh rồi đó các bạn, thì chúng ta có thể phun một số loại thuốc bọ chỉ mà đặc trị nè, để chúng ta phun vô. Đó, chúng ta phun vô nếu mà chúng ta cây mai nó đã bị rồi, nó quéo cái đọt lên các bạn, thì chúng ta phun ngày thứ nhất và cách ngày xa ngày đó 5 ngày, và cách ngày tiếp theo đó là 2 tuần lễ, và tiếp theo duy trì nên ở 1 tháng nha các bạn. Đó, thì cây mai chúng ta nó sẽ sạch bệnh, thì nó ra lá non được đẹp được tốt các bạn. Rồi, thì đây là những cái kinh nghiệm chia sẻ về cái trên chăm sóc cây mai vàng nha các bạn. Rồi, một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Xin chào.